có tăng giảm pin, tăng giảm tốc độ, tăng giảm lưu lượng Newton. Bên kia có miếng sắt dày anh, miếng sắt thép thép dày á, bên kia kéo á. Đây nè, thử trên đây nè. Đây là test bên mình test máy hàng nha anh em. Anh đang để lực bao nhiêu vậy ta? Lực này đang là 70 thôi, tăng lên mềm cái nha. Đó, lực có 70 thôi anh em. Rồi hết lực của nó rồi đó, 330 newton. Giờ tới Y hả? Tiếp tục tới Y nha anh em. Ok. Rồi, anh em bắn tên ok rồi đấy. Đây là con máy bắn mô lông của Deston 2140 T. Đây là dòng máy bắn mô lông VIP của Deston nha anh em. DKI 2140 T 330 newton. Anh em thấy cái lực của nó từ nãy giờ thì đã biết được khả năng làm việc rồi nha. Cảm ơn anh em ạ. À.